Xin chào tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại khách hàng Phương Thúy trước khi mà bước vào trong phòng phẫu thuật quý vị nhé. Bác sĩ của chúng tôi sẽ tiến hành là đo vẽ và xác định vị trí bóc tách dành cho khách hàng cũng như là lựa chọn lại một lần nữa size ngực phù hợp dành cho khách hàng quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện một chút với bác sĩ cũng như là khách hàng xem là bây giờ thì cái tình trạng cũng như là trước khi phẫu thuật thì chị khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có tâm trạng như thế nào. Dạ vâng ạ, em xin phép một ít phút được không ạ? Với cái tình trạng vòng 1 của chị Phương Thúy thì không biết rằng là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp nâng ngực nào và cái size ngực bao nhiêu ngày hôm nay sẽ là phù hợp ạ? Bạn Phương Thúy của chúng ta là bạn chưa lập gia đình, bạn chưa sản tới vú, nhưng mà hai tuyến của bạn cũng có một chút rồi. Mong muốn của bạn là muốn căng đầy đẹp hơn thì chúng tôi tư vấn cho bạn là hai bên là 280, cái sự chênh lệch của hai bên nó không đáng kể lắm. Nên là chúng tôi sẽ đặt hai bên với size là 280cc. Em thấy ra hiện tại thì cái vòng 1 của chị Phương Thúy là cũng có mô tuyến này đúng không ạ? Đúng. Nên là mình sẽ lựa chọn cái size ngực 280 sẽ là phù hợp với chị. Thì không biết là trong cái quá trình phẫu thuật thì thời gian sẽ kéo dài trong vòng bao lâu ạ? Thời gian phẫu thuật của chúng tôi thì trong khoảng 1 tiếng thôi, 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút thôi, quanh thôi. Đấy, em thấy là bây giờ thì bác sĩ đang đo vẽ và lựa chọn cho chị là đường đi và đường bóc tách hay đường chân ngực đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái ưu điểm của việc là chúng ta đi và chúng ta bóc tách đưa túi độn vào đường chân ngực thì sẽ có ưu điểm gì so với những cái đường khác ạ? Bạn Phương Thúy, bạn chưa gia đình thì bạn có hai đường lựa chọn để đặt túi ngực, một đường chân ngực hay nách. Dạ vâng. Chúng tôi quyết định đặt của bạn đường chân ngực. Đường chân ngực của bạn thì có ưu điểm là đi vào trực diện, nó không có tổn thương tuyến và không đau nhiều như các đường khác. Thứ hai là nó có cái sau phẫu thuật chúng tôi sẽ có thắt được chỗ này lại, làm cho ngực vững chắc hơn đối với ngực của bạn này. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Chị Phương Thúy bây giờ thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Với size 280 mà bác sĩ lựa chọn cho mình thì mình cảm thấy là có phù hợp không ạ? Mình thấy rất là phù hợp. Dạ vâng. Chắc là trước đây thì mình cũng có tìm hiểu rồi đúng không nào? Cảm xúc của mình bây giờ như thế nào? Mình có lo lắng hay phù hợp không ạ? Cũng có một chút thôi. Dạ vâng. Bác sĩ thì bây giờ cũng đã đo vẽ xong cho mình rồi và mình sẽ nghỉ ngơi một chút và để bắt đầu bước vào trong phòng phẫu thuật chị nhé. Chứ mình là sẽ có một cái tâm lý thật là tự tin khi mà mình bước vào trong phòng phẫu thuật và bác sĩ cũng có chia sẻ rằng là tầm khoảng một tiếng thôi thì ca phẫu thuật của mình sẽ hoàn thành chị nhé. Dạ vâng. Và chúng ta sẽ tiếp tục đón xem những livestream tiếp theo để xem là chị Phương Thúy ngày hôm nay sẽ thay đổi như thế nào. Mọi thắc mắc thì quý vị có thể gọi điện trực tiếp tới hotline 1900 1920 để được hỗ trợ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những livestream tiếp theo.